Ai cũng biết ở sự kiện WWDC 2022 vừa rồi, Apple đã cho ra con chip M2 mới. Và hai dòng sản phẩm sử dụng con chip này đó là MacBook Air và MacBook Pro sử dụng chip M2 nha. Nhưng mà mình biết là cái thứ mà anh em quan tâm hơn nhất đó chính là cái phiên bản hệ điều hành iOS 16, với nhiều tính năng nổi bật như là tách nền của hình ảnh nè, hoặc là thay đổi được cái màn hình khóa. Thì nhiều anh em đã vội vàng lên iOS 16 bản beta. Mà ai cũng biết là cái bản beta này cực kỳ nhiều lỗi luôn, nhưng mà anh em vẫn lên. Và tôi cũng vậy. Ok, vậy thì sẵn đây tôi sẽ tổng hợp lại những cái lỗi đang gặp, thường gặp ở trên cái iOS 16 beta này nha. Cho anh em chừng nào chưa lên á thì mình cân nhắc xem có nên lên hay không nha. Và video thôi. Lỗi đầu tiên là cái lỗi mà khi bất cứ khi nào mà mình lên iOS thì mình đều gặp phải, đó là tình trạng nóng máy. Không biết thế quái nào mà khi mình chỉ sử dụng cái tác vụ bình thường như lướt Facebook nè, TikTok hay là xem YouTube tầm 15 phút là iPhone của mình nóng lên thấy rõ luôn. Cầm trên tay rất là khó chịu mà tuột pin cũng nhanh nữa chứ. Ngoài ra hiệu suất máy mình cảm nhận được cũng chậm đi khá nhiều. Các thao tác cơ bản mà còn chậm á thì thiệt là khó chịu anh em ạ. Lỗi thứ hai chính là lỗi bàn phím. Bàn phím trên iOS 16 beta nó cứ giật đơ kiểu gì rất là khó chịu luôn. Mình đang nhắn tin nhưng lại giật chữ rồi nhảy chữ tùm lum luôn. Ngoài ra còn một số trường hợp sử dụng bàn phím Talex với chữ đứt nè, hay chữ ư, chữ ơ thì thường xảy ra lỗi không ra được chữ đó. Và nói tới cái việc mà nhập văn bản ở trên iOS 16 beta thì còn một cái tính năng là tính năng thay thế văn bản rất là hữu ích luôn, thì tự nhiên nó không hoạt động được. Trước đây để viết nhanh thì tính năng thay thế văn bản này khá là hiệu quả, khi chỉ cần ghi một cụm từ ngắn ra là đã có được dòng văn bản dài rồi. Nhưng giờ thì tính năng này không hoạt động ở trên iOS 16 beta nữa. Thứ ba là lỗi app ngân hàng. Những cái thông tin mình thu thập được á thì những cái app như là BIDV hoặc là Techcombank á đều bị lỗi cả. Tuy nhiên á là app BIDV của máy mình á vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà Techcombank khi mình vào thì nó tự out ra luôn, rất là khó chịu luôn. Vậy thì nhớ anh em nào đang xài Techcombank hoặc là BIDV mà bị lỗi thì nhớ chuyển tiền cho người yêu liền đi nha, không là không chuyển được nữa đâu đó. Ok, đây là cái lỗi cuối cùng cho mấy anh em chơi game nha. Cụ thể là cái game đua xe Asphalt 9. Không hiểu mấy ông Apple làm kiểu gì mà cho ra cái màn hình đua xe dọc như thế này. Rồi sao mà người ta đua xe được? Còn gì là cái con game đua xe nổi tiếng một thời nữa. Tuy nhiên, cái cách khắc phục rất là đơn giản, anh em chỉ việc quay ngang cái màn hình như vậy là xong. Và đó là một số lỗi đang hot ở trên bản iOS 16 beta này nha. Còn những lỗi nào mình chưa liệt kê, anh em comment bên dưới cho mình biết nha. Và cân nhắc kỹ trước khi lên bản iOS 16 beta nữa. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Minh Tuấn Mobile. Bye bye anh em.